Và tiếp theo sau đây là tập thứ ba của truyện ngắn Tình như gió thoảng của tác giả Nguyễn Khắp Nơi. Xin mời bà con mình nghe tiếp. Sáng thứ bảy tôi thức dậy từ sáng sớm, lo trang điểm thay đồ, làm tới làm lui. Tôi nhìn mình trong kính vẫn không thấy hài lòng, lại rửa mặt làm lại cũng không được. Con Loan thấy tôi cứ lui cui thoa thoa đánh đánh, nó cười chọc tôi. Hê, bọn mày sửa soạn làm đám cưới hay sao mà lính quýnh làm hoài không xong gì hết vậy? Đấy đó, tao trang điểm giùm cho. Miệng nói, tay nó giật chùm bông gòn trong tay tôi lau lau chùi chùi. Tay này nó chụp cái cọ, tay kia nó lấy đồ đánh phấn. Nó làm lẹ như chớp, chỉ 30 giây là xong cái bản mặt của tôi. Xong xuôi, nó thụt lui ra đứng ngắm cái tác phẩm sống mà tự khen. Trời, đặng rồi đó cô dâu. Tôi ngắm mình trong gương, cũng được lắm. Quân trường Thủ Đức thật là lớn, lớn hơn trường Đoàn Thị Điểm của tôi nhiều lắm. Khán đài của Vũ Đình Trường đầy những thân nhân của các tân sĩ quan đi dự lễ. Ai cũng mặc đồ thật sang, thật là đẹp, đủ màu sắc. Phía dưới sân toàn là lính, chưa bao giờ tôi được thấy nhiều lính như vậy. Đội nào xếp vào đội nấy, thẳng băng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, và chỉ có một màu kaki vàng duy nhất mà thôi. Tôi nhìn quanh, cái cột cờ thì dễ tìm quá rồi, vì nó cao vội vội, và trong sân chỉ có một cái cột cờ mà thôi, không thể lộn được. Thế nhưng khi nhìn vào hàng quân, ai cũng giống ai hết, dù nhìn kỹ tới đâu, tôi cũng không thể nào kiểm tra Tấn đang đứng chỗ nào. Làm sao mà kiểm tra chàng của tôi đây? Buổi lễ bắt đầu, không khí thật là trang nghiêm. Cả một hội trường bao la như vậy, mà không một tiếng động. Tôi chỉ nghe được một tiếng hô. Quỳ xuống, các sinh viên sĩ quan! Một hàng những người lính mặc quân phục đại lễ, quỳ chân phải xuống đất. Chân trái co lại 90 độ, lưng thẳng băng. Tay trái đặt lên đùi trái, tay phải buông xuống bên mình. Một đoàn những người lính khác mang cặp loan gắn lên vai tất cả các sinh viên sĩ quan đang quỳ trước mặt. Khi những cặp loan ống ánh vàng hình con cá đã được gắn lên vai, tôi lại nghe một tiếng hô đỡ thật dõng dạc. Đứng lên, các tân sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa! Đoàn quân đồng loạt đứng lên. Những tân sĩ quan đứng thẳng lên, vẫn hằng ngủ thẳng tắp, cầu vai sáng chói dưới ánh nắng mặt trời. Quang cảnh thật là hùng tráng. Họ đưa tay lên chào quan khách ở khán đài, không khí thật là trang nghiêm. Bỗng chốc từ trong hàng tân sĩ quan văng lên tiếng reo thật lớn. Rồi cả hàng binh đồng loạt nhảy lên cao. Bao nhiêu mũ đang đội họ lột ra tung hết lên trời cao. Tôi giật mình la lên. Cái gì vậy? Một người lính đứng bên cạnh nhìn tôi mỉm cười giải thích. Các tân sĩ quan tung mũ lên trời mừng ngày tốt nghiệp đó mà. Có tiếng nói trên loa phóng thanh mời tất cả các quan khách đi thăm trường và gặp các tân sĩ quan. Tôi nắm tay Loan Sương theo đoàn người đi xuống sân cờ. Cột cờ đây rồi, lá cờ vàng ba sọc đỏ hiên ngang bay trong gió, cao vút tận trời xanh. Thấp hơn chút xíu là lá cờ có hình con ó, và lá cờ nữa có dấu hiệu ngọn lửa màu đỏ. Tôi nhìn quanh, đầy những người là người, ông lính nào cũng giống nhau. Cũng đen thui, cũng vàng rực. Làm sao mà tìm ra Tấn đây? Chỉ có anh là có thể tìm ra tôi, chứ tôi không có cách nào mà kiếm ra anh cả. Ba đứa đang đứng láo ngáo nhìn ngang nhìn dọc. Bất chợt một giọng nói ồm ồm vang lên sắc bên. Chào các cô Đoàn Thị Điểm. Ba đứa hết hồn nhìn quanh. Trước mặt tôi là một đám vàng chói, đen thui, đang nhe hàm răng trắng nhẫn ra nhìn chúng tôi mà cười. Tôi mừng rỡ reo lên, anh Tấn! Trong đời tôi chưa bao giờ tu lì như vậy, không suy nghĩ gì cả. Tôi dám nhảy vào lòng tay của Tấn đang đưa ra chờ đón, cả bọn nhao nhao lên. Cô dâu gặp chú rể rồi, cô dâu ôm chú rể rồi, chú rể hôn cô dâu đi chứ! Tôi nghe vậy hoảng quá, vội vàng đẩy tay Tấn chạy ra ngoài. Cả đám còn cười nhiều hơn nữa, làm tôi mắc cỡ đỏ mặt tía tai. Còn Tấn thì vẫn đen thui như thường lệ. Có điều hai con mắt sáng lên thật là hạnh phúc.
Nghĩ lại, cho tới bây giờ, tao vẫn thấy tôi lì thiệt. Tấn giới thiệu đám bạn, nào là Dũng, Chinh, Hoàng, Thắng. Tôi chẳng nhớ tên nhớ mặt ai cả, chỉ nhớ mỗi Tấn thôi. Bây giờ thì tôi có thể nhớ và tìm ra Tấn rồi, dù rằng anh có đứng kế bên hàng chục người cũng bằng chổi đen thui như anh. Tấn và các bạn đưa tụi tôi đi thăm mọi nơi trong quân trường, từ nhà bàn cho tới văn phòng tiểu đoàn, đại đội, và cả khu nhà ngủ đầy những giường sắt hai tầng nữa. Chỗ nào cũng xếp thành hàng thẳng tắp, thật là sạch sẽ, thật là ngăn nắp, không một hạt bụi, đúng là trại lính. Tới giờ ăn, Tấn dẫn cả bọn tới khu nhà hàng bán quán. Tôi không ngờ trong một khu quân sự đầy kỷ luật như vậy mà cũng có những cái quán cà phê trang trí thật đẹp, với những bảng hiệu thật lãng mạn, chiều tím, mây lang thang, quán mơ. Tấn giải thích là đời lính không phải lúc nào cũng chỉ có kỷ luật, cũng chỉ có súng đạn, mà cũng có lúc ngồi quán cà phê nghe nhạc tiền chiến, nhạc lính, đời lính vui lắm, đáng sống lắm. Tới giờ về, Tấn nối tiếc những giờ phút vừa qua, nói với tôi, em và các cô về đi, tụi anh phải ở lại để ngày mai chọn đơn vị. Riêng phần anh sẽ chờ xe của biệt động quân ra đón về bộ chỉ huy biệt động quân ở trại đào Bá Phước. Nếu được phép anh sẽ về Cần Thơ tới nhà gặp em. Tới nhà tôi, bộ Tấn muốn bị chổi chà đập lên đầu hạ. Má tôi đâu có phải dễ đâu mà tới khơi khơi như vậy. Vậy mà Tấn dám tới nhà tôi chớ. Mấy ngày sau vào một buổi sáng, tôi đang ở nhà sau học nấu ăn với má, thì có tiếng lao sao trước cửa. Con em tôi, con Tư chạy vô báo cáo. Chị ba, có ông lính bận đồ bông kiếm chị đang đứng chờ ở ngoài cửa hàng đó. Ba đang nói chuyện với ổng đó. Tôi vội vàng chạy lên lầu. Con Tư ngạc nhiên nói với theo. Có khách tới sao chị không ra tiếp khách mà chạy lên lầu? Tôi không kịp trả lời, vội vàng thay bộ đồ đẹp, tha chút phấn, thêm chút son môi rồi mới hối hả chạy xuống. Con Tư lúc này mới hiểu ra, nó liếc xéo tôi một cái dài đến bến ninh kiều. Có kẹp tới thăm, hẹn chi phải lên lầu sửa soạn thay đồ đẹp. Tôi làm bộ bình tĩnh, nhưng trong bụng đang đánh lô tô, từ từ bước ra. Tấn đứng lên chào tôi. Dũng My, anh được giấy phép tới thăm em và ba má. Ngon ha, đã dám tới nhà thăm tôi lại còn khơi khơi kêu ba má nữa chứ. Đúng là lính biệt động. Tôi ngắm chàng trai đứng trước mặt tôi, Tấn mặc bộ đồ biệt động, cổ áo may hai cái alpha màu đen, vai mang dấu hiệu con cọp đen thui, cái miệng há ra đỏ lòm, hàm răng trắng xóa. Anh mang giày bốt đồ sâu đen, có phần vải bố ở giữa, tay cầm cái mũ nâu. Nhìn Tấn quay thật, đúng là mũ nâu áo hoa rừng. Tôi vui vẻ chào lại và hỏi thăm anh. Anh Tấn mới được giấy phép đó hả? Anh đã chọn tiểu đoàn chưa? Rồi tôi quay qua giới thiệu Tấn với ba má. Má tôi đã ra ngoài coi mặt Tấn từ hồi nào rồi. Thưa ba má, đây là anh Tấn, bạn con. Ảnh mới ra trường, được giấy phép tới thăm con. Ba tôi chợt nhớ ra điều gì, quay lại hỏi tôi. Anh Tấn này là người bạn mới ra trường mà con xin ba đi dự lễ mãn khóa của ảnh đó hả? Tôi bị bể mánh, đỏ mặt ấp úng trả lời ba. Anh Tấn cũng có quen với đám con lon con sương đó ba. Má tôi thì hiểu câu chuyện từ lâu rồi. Má từ tốn hỏi cung Tấn. Ba má cháu ở đâu? Có phải ở xứ này không? Cháu có vợ chưa? Trời đất! Má ơi! Má hỏi kỳ vậy. Con quen ảnh từ khi ảnh còn đi học. Ảnh con trai mới lớn mà. Vợ con nổi gì? Tôi quảng quá, sợ Tấn giận. Nhưng trái lại Tấn có vẻ thích thú với câu hỏi của má tôi. Anh tôi nét mặt trả lời ba má. Dạ, con tên là Tấn. Nhà ba má con ở đường Nguyễn An Ninh kế bên con đường nhà bác đây thôi. Con từ hồi nhỏ tới giờ mới quen Dũng My là bạn gái đầu tiên chứ không có quen cô gái nào khác. Bữa con tốt nghiệp trường bộ binh Thủ Đức, có mời Dũng My và hai người bạn là Loan và Sương tới dự lễ đó. Nói vậy, cậu có quen với con My nhà tôi cũng lâu rồi ha? Dạ, cũng mấy năm rồi. Từ bữa đi đám cưới chú Bảy Thắng đó, có quen với gia đình bác nữa đó. Nguy hiểm quá, má tôi thì ra hỏi quá, nghề nghiệp. Còn cái anh chàng Tấn này thì đúng là chuẩn quý mới ra trường,
hỏi gì cũng khai hết trơn rồi. Tôi chạy ngã nào nữa đây? Không những khai tôi là bạn gái, ảnh còn khai luôn là quen từ hồi nào đó rồi. Nhưng cũng vì thiệt tình khai báo như vậy mà má tôi lại thương mấy kỳ chứ. Má tôi vui vẻ nói với Tấn. Nói vậy là cậu cũng bà con chòm xóm đây thôi. Sao mà đăng thứ lính chi mà dữ vậy hả con? Lính này con gái ai mà dám lấy? Rồi rồi, má tôi nói câu trước nghe còn được, câu sau thì coi bộ hỏng yên rồi đó. Lính biệt động quay hồng, vì dân trừ bạo chứ có gì đâu mà má phải lo. Chết thì ai chả có số chết, đâu phải ai đăng biệt động cũng bị cọp liếm hết đâu. Tấn ngồi nói chuyện với ba má một hồi, rồi đứng dậy nói. Thưa hai bác, con nghỉ phép được vài ngày thôi, nên muốn xin phép hai bác cho con mời Dũng My đi ra ngoài Bến Ninh Kiều uống nước cho vui. Chừng 1-2 tiếng con sẽ đưa My về. Tôi hồi hộp nhìn má rồi quay ra nhìn ba. Tôi thấy ba nhìn lại má. Không thấy má tôi nói gì hết. Ba nhìn tôi rồi quay qua Tấn. Bay lớn rồi, ba má giữ làm chi, hai con đi chơi cho vui, lát về cho sớm. Tôi đã sẵn sàng rồi, Tấn chào ba má tôi lần nữa. Dạ, con cảm ơn hai bác, tụi con đi chơi lát rồi về. Tấn mời tôi đi chơi không phải một lần, mà 2 lần, 3 lần. Lần nào anh cũng nói, chỉ có vài ngày phép thôi. Có bữa vào buổi chiều, anh tới nhà tôi chơi, quên cả giờ giấc. Tới giờ cơm rồi mà anh cũng không chịu về. Má tôi không biết làm sao đành mời lơi. Tới giờ ăn tối rồi, cậu Tấn có ăn gì chưa? Ý muốn kêu Tấn đi về để nhà tôi ăn cơm, nhưng Tấn làm như ngây thơ, chụp ngay lấy cơ hội bằng vàng này. Dạ, con chưa có ăn gì hết, ngày mai phải đi trình diễn đơn vị Tuất Phước Long lận. Nếu hai bác cho con ăn cơm tối chung, con cảm ơn hai bác lắm. Ba má con đi Sài Gòn chơi có vậy. Thế là Tấn ở lại ăn cơm với gia đình tôi, để từ từ trở thành một người trong gia đình. Bữa ăn tối thật là vui. Lâu lắm nhà tôi mới lại có bóng con trai trong nhà, vì hai anh tôi đã đi du học hết trơn rồi. Chỉ còn hai chị em gái tôi ở nhà mà thôi. Ba tôi và Tấn nói chuyện thật vui. Ba xách chai rượu Espresso của một người bạn Mỹ tặng ba từ lâu lắm rồi mà chưa có dịp uống. Khui nghe một cái bóp rồi rót ra ly mời Tấn cùng uống. Tấn bội vàng đưa tay ra đón lấy chai rượu, tươi cười nói. Dạ, xin phép bác cho con được hầu rượu bác. Nói xong, anh nhanh nhẹn tiếp lấy chai rượu, nhưng lại đẩy xuống bàn. Đưa tay cầm cái ly thủy tinh để ngang mắt, soi một vòng như ngắm cái gì ở trong đó. Anh đưa ngón tay lên búng một cái vào miệng ly, nghe một cái bom. Tấn chú ý nghe tiếng kêu pha lê của thủy tinh rồi để cái ly này xuống. Đưa tay lấy cái ly thứ nhì, cũng làm y hệt như vậy. Xong xuôi, anh đổi cái ly của anh qua phía ba tôi. Rồi vừa rót rượu ra ly vừa giải thích với cả nhà. Thưa bác, rượu của bác thật là quý, nhìn màu sắc là biết rượu này rất ngon. Đâu với con, rượu ngon là phải uống ly bằng thủy tinh pha lê thật trong. Ly đẹp mà bị nứt hoặc bị rầy uống sẽ mất ngon đi. Con vừa thử hai cái ly, cái nào tiếng kêu cũng ròn tan, vang xa mà không bị đục. Nhưng con thấy cái ly thứ hai đẹp hơn, nên đổi qua để bác dùng. Con uống cái ly thứ nhất hầu bác là được rồi. Đợi anh rót xong ba tô mới khui chai soda pha vào ly của ông, rồi đưa qua pha cho Tấn. Tấn lại vội vàng đón lấy chai soda. Dạ, cảm ơn bác, con quen uống sét rồi. Uống sét mới ngửi được mùi rượu ngon. Tấn đưa ly rượu lên gần mũi, hít một hơi dài sảng khoái rồi mới nhấp một chút ít rượu, đặt ly xuống khen. Rượu Espresso này thơm ngon, quý lắm bác ơi. Bác cho con uống chung với bác, con cảm ơn bác lắm. Ba tôi nhìn cách uống rượu của Tấn gật gù cái đầu tỏ vẻ hài lòng. Cậu Tấn này coi bộ rành về rượu dữ ha. Vậy là tôi có bạn nhậu rồi, không uống chai rượu. Nói rồi ông lấy một cái ly khác, rót rượu ra đưa lên mũi bắt trước Tấn, cũng hít một hơi dài rồi gật gù tán thưởng. Cậu Tấn nói đúng, rượu Espresso này thơm thật, để tôi thử uống xét, coi mùi vị nó ra sao. Má tôi vội vàng cản. Cậu Tấn còn trẻ, uống được. Ông già rồi, uống một hốc là đi luôn đó, không có được đâu. Nhưng đã quá trễ, ba tôi đã nhấp một ngụm, khen thơm ngon ôm sùm. Có điều chỉ một thời gian sau là ổng lờ đờ rồi. Lúc Tấn chào ba tôi để đi về, ba chúc anh thượng lậu bình an, còn Tấn thì chúc ba tôi ngủ ngon.
Ba tôi lên giường liền sau đó và ngủ một lèo tới sáng hôm sau mới thức dậy. Lúc rửa chén, má tôi đứng kế bên hỏi tôi về tấn. Hai mẹ con nói chuyện tới khuya mới đi ngủ. Sáng sớm tôi thức dậy, suy nghĩ mông lung. Không biết Tấn đã đi trình diện chưa? Anh đang ở đâu? Đã nhận đơn vị ra chiến trường chưa? Tôi không biết tâm trạng mình sẽ ra sao. Tôi không đi lính, nhưng cảm thấy thật là gần gũi với lính và suy nghĩ thật nhiều về người lính của tôi. Khoảng gần trưa, tôi đang cắt đồ phụ ba chợt nghe tiếng xe đậu xịch lại trước cửa. Có tiếng của xe mở rồi, một người lính bước vào. Theo sau là hai người nữa. Tôi ngước lên nhìn, há hốc miệng ra. Tấn và ba má. Tôi đỏ mặt lên, ấp úng chào. Tôi hai bác, anh Tấn. Ủa, anh chưa đi trình diện sao? Tấn vui vẻ chào mọi người rồi giới thiệu hai bên gia đình với nhau. Ba của Tấn mở lời trước. Chào ông bà, tôi tên là Biển, vợ tôi là Vân. Vợ chồng tôi đưa cháu Tấn đến trình diện đơn vị từ sáng sớm. Chờ hoài ở đó mà xe từ bộ chỉ huy trên Sài Gòn không xuống đón. Nên trung tâm cho cháu về. Ngày mai trở lại. Sáng đi ngang đây, cháu Tấn nói có quen với cô bạn gái. Ba má cổ cũng gần nhà, rất lịch sự. Nên chúng tôi mạn phép ghé làm quen. Nghe ba má Tấn nói, ba má tôi liền mời tất cả ra phòng khách nói chuyện. Lần đi chơi trước, Tấn có đưa tôi về giới thiệu với ba má của ảnh rồi. Má ảnh rất dễ thương. Nắm tay tôi nói chuyện ân cần lắm. Cứ nói Tấn dẫn tôi về chơi thường. Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi Tấn dẫn cha mẹ tới gặp cha mẹ tôi. Nên cứ bối rối ngồi cúi mặt mắc cỡ, chẳng biết làm gì. Mãi lúc má hối tôi đi pha trà, tôi mới vội vàng đứng dậy, đi xuống bếp. Nói chuyện một hồi, ba má Tấn xin phép đi về để cho Tấn nghỉ ngơi sáng mai đi trình diễn tiếp. Anh à, chị hai, tiệm của chúng tôi ở ngay trên đường Nguyễn An Ninh, cách đây không xa. Vậy à, mình là chòm xóm với nhau rồi, xin cho chúng tôi mời anh chị vào Chủ nhật tuần tới. Tới nhà chúng tôi ăn trưa, mình nói chuyện cho vui. Cháu Dũng My à, nhớ đi với ba má nha. Má của Tấn vẫn nắm tay tôi nãy giờ, nói với má tôi. Tấn có dẫn cô Dũng My về gặp tụi tôi một lần, gia đình tôi thương cháu lắm. Nhớ đi với ba má tới nhà hai bác nha. Suốt ngày hôm đó, tôi như người đang ở trên mây. Ba má của Tấn đã đến làm quen với ba má tôi rồi. Chính má của Tấn đã nói gia đình của bà thương tôi lắm. Má tôi ngồi may quần áo với tôi. Lâu lâu lại nhìn tôi mỉm cười, làm tôi mắc cỡ quá đi. Sáng ngày hôm sau, tôi vừa làm việc mà một mắt nhìn vào sắp vải, mắt kia nhìn ra ngoài đường. Hễ có tiếng xe đậu là tôi bỏ cả việc làm mà nhìn ra ngoài đường. Tôi chỉ mong sao bộ tư lệnh biệt động quân không cho xe xuống đón đám tân sĩ quan, để Tấn lại được về một ngày nữa với tôi. Đến chiều tối không có chiếc xe nào ghé nhà tôi và Tấn cũng không thấy có mặt. Ngày hôm sau nữa Tấn cũng không xuất hiện. Lúc đó tôi mới tin là Tấn đã đi đơn vị mới rồi. Thỉnh thoảng ba má Tấn có ghé nhà thăm hỏi ba mẹ tôi. Lần nào cũng tặng một món quà nhỏ và nói chuyện với tôi. Bà Vân hỏi tôi có nhận được thơ của Tấn hay không. Tôi trả lời là không, làm ông bà Vượng ngạc nhiên lắm. Cái tặng kỳ thiệt, không viết thư thăm hỏi ba má thì thôi. Lại còn không viết bức thư nào cho cháu nữa hả? Nó đi đâu mà mất biệt vậy nữa? Con có viết thơ cho nó không? Thưa hai bác, anh Tấn nói là phải đi nhận đơn vị rồi mới có KBC để viết thư. Từ đó tới nay, anh chưa viết thư về cho con lần nào, nên con không có địa chỉ của ảnh để gửi thư. Bà tôi nói lời an ủi ông bà Vượng. Ấy, lên biệt động mà, hành quân liên miên nên không có giờ rảnh mà viết thư cho ai hết. Bà Vân buồn buồn nói với mẹ tôi. Không biết nó có bị thương gì không nữa, thiệt là khổ quá đi. Vợ chồng tôi có một mình nó hả? Bà nó biểu khoan hãy đăng lính, vì cháu nó còn tuổi quản dịch học vấn, vậy mà cứ nhất định đòi đi. Bà nó nói để lo cho cháu về văn phòng, vậy mà cứ một hai đi chiến đấu. Nói là như vậy mới là đời trai. Má tôi cũng thở dài, bà nhắc lại lời nói trước đây. Đăng thứ lính chi mà dữ vậy nữa? Tôi quảng hồn nhìn má, sợ má tôi lại phan tiếp theo. Lính này con gái ai mà dám lấy? Nhưng may quá, má tôi không nói thêm câu nào nữa. Gần đến Tết rồi, Tấn về đơn vị mới đã gần một năm.
tôi vẫn không nhận được bất cứ tin tức nào của anh cả. Đôi khi tôi nghĩ, vì anh là lính biệt động hành quân nhiều nên không có thời giờ rảnh để viết thư cho tôi. Đôi khi tôi lại nghĩ, có khi nào Tấn đã chết hoặc mất tích rồi nên mới không có ai viết thư cho tôi. Nhưng mà có khi nào Tấn đã lấy vợ và có con ở nơi nào đó rồi nên mới không thèm viết thư cho tôi. Ngồi buồn một hồi tôi lại nghĩ, nếu Tấn đã lấy vợ rồi, chắc chắn anh sẽ phải cho ba má hay. Nếu ba má anh biết rồi, không lý do nào ông bà lại dẫn đến nhà tôi để hỏi thăm tin tức về anh. Cho đến lúc tôi đã hoàn toàn quên hết về người lính của tôi, thì ba má Tấn lại xuất hiện. Hay ông bà đậu xe trước nhà cửa tôi, hất hải chạy vào. Bà Vân nắm lấy tay tôi vừa khóc vừa nói. Con ơi, thằng Tấn nó. Tôi hoảng hốt không kém. Anh Tấn sao hả bác? Bác có tin gì của anh Tấn không? Má tôi chạy lại ôm lấy bà Vân, xoa lưng bà cho đỡ ngạn, nhẹ nhàng nói. Chuyện đâu còn có đó chị hai ơi, chị nghĩ cho khỏe rồi à, nói cho tụi tôi hay. Ông Vận cặp mắt đỏ hoe, nói câu được câu không. Hey, thằng Tấn nó bị thương, hư cái giò rồi. Tôi la á lên một tiếng, ôm chầm lấy bà Vân mà khóc hòa lên. Sức chịu đựng của tôi đã hết mất rồi. Anh đi không một lá thư báo tin, dù chỉ là một chữ ghi địa chỉ. Cuối cùng là một cái tin quá thê thảm. Anh ra sao rồi? Hư cái giò là giò nào? Một cái giò hay là cả hai cái? Anh có còn sống hay không? Ba người đàn bà ôm nhau mà khóc. Hai người đàn ông cố tỉnh táo mà bàn công chuyện phải làm. Ai báo tin cho ông bà hay vậy? Hậu cứ tiểu đoàn gửi thư cho tôi, báo qua tin cháu nằm bệnh viện Cộng Hòa, một chân bị mẻn đạn B-40. Người bị đạn AK tùm lum, trực thăng bóc cháu từ An Lộc đưa thẳng về Cộng Hòa, bác sĩ đang mổ chưa biết tình hình trai sao. Ông bà tính chừng nào sẽ đi thăm cháu? Sáng sớm mai vợ chồng tôi đi liền hả? Tụi tôi ghé hỏi ông bà có đồng ý cho cháu Dũng My đi với tụi tôi thăm cháu Tấn hay không? Vợ chồng tôi lái xe đi, có cháu gái đi theo cho có người an ủi. Thằng Tấn tỉnh dậy mà thấy có má nó, có cháu Dũng My ở đây á, thì chắc nó mừng lắm. Sẽ mau bình phục. Kỳ này mà qua khỏi, nhất định tôi lo cho nó về hậu cứ. Tôi có một đứa con trai duy nhất hả anh ba à? Ba lại nhìn má tôi, nhìn tôi như hỏi ý kiến. Má lại nhìn tôi dò hỏi. Tôi suy nghĩ, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa là gì của Tấn cả. Lại đi chung với ba má Tấn lên Sài Gòn nữa, rồi chừng nào mới về. Ở lại ban đêm thật không tiện chút nào. Nhưng dù sao, Tấn cũng là người bạn trai thân thiết của tôi. Anh bị thương, tôi làm sao không đi thăm cho đành lòng. Má của Tấn lúc này đã tỉnh lại rồi, bà như đoán được sự lưỡng lự của tôi, cầm tay tôi âu yếm nói. Thằng Tấn nó còn đang trên giường mổ. Khi bác cháu mình lên thăm, cũng chỉ thăm được vài phút một tiếng là cùng. Còn để cho nó nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe. Nếu bác cháu mình bắt đầu đi từ 6 giờ sớm mai, khoảng chừng 11 giờ sẽ tới bệnh viện. Mình thăm Tấn khoảng một tiếng, ra ngoài ăn trưa rồi về liền. Chắc khoảng 6 giờ tối sẽ về tới nhà. Đó, cháu thấy có được không? Tôi nhìn má từ từ lên tiếng. Ba má cho con đi ra một chuyến với hai bác Vượng để thăm anh Tấn có bị thương ra sao rồi con về. Má tôi nhìn bà Vân thông cảm. Chị coi chừng cháu giùm tôi, nó không có biết lo gì đâu. Tổng y viện Cộng Hòa lớn lắm, lớn hơn quân y viện Phan Thanh Giản nhiều lắm. Nội cái sân cỏ không thôi, mà tôi băng qua đã muốn hụt hơi rồi, nói chi là toàn khu bệnh xá. Bác Vượng đưa ra tên họ, số quân đơn vị của Tấn. Là y tá trực, tìm ra hồ sơ của anh ngay lập tức. Ông nhắc điện thoại nói chuyện một hồi rồi gác máy, nói với chúng tôi. Thật là may mắn, thiếu úy Tấn đã được mổ xong rồi, đang ở khu hồi sinh, sắp tỉnh lại, có thể vào thăm được, để tôi dẫn ông bà và cô tới đó. Má của Tấn nóng lòng vì con vội vàng hỏi ngay, con tôi còn sống không hả ông? Tới phòng hồi sinh người y tá trưởng vui vẻ báo tin. Thiếu úy Tấn bị thương nhưng không chịu cho tẩy thương, vẫn ở lại chiến đấu với anh em nên mất máu nhiều lắm. Mãi tới khi chiến trường được giải tỏa, trực thăng đáp xuống được, ông mới chịu di tản. Bác sĩ đã mổ xong, thiếu úy được đưa ra khỏi phòng hồi sinh cả tiếng rồi, chắc cũng sắp tỉnh. Để tôi đưa ông bà và cô vào thăm thiếu úy. Qua một căn phòng rộng rãi toàn là mùi y tá, giường sắt sắp lớp, người nào cũng băng bó tùm lum.
Không biết ai vào với ai, tới một căn phòng nhỏ có một cái giường duy nhất. Người y tá trưởng tới cuối giường lấy tấm bảng ghi chi tiết đọc thoáng qua rồi chỉ vào người thương binh trên giường mà nói. Theo Quy Tấn nằm đây chắc cũng sắp tỉnh rồi. Ông bị nặng nhất là ở chân trái. Một trái B-40 phát nổ gần anh, làm nát khúc chân này, nhưng rất may là khúc chân vẫn còn đó, nên bác sĩ đã lấy miễn ra xếp lại xương rồi khâu lại, hy vọng sẽ bình phục. Nhưng khả năng ra trận trở lại thì phải đợi khi vết thương lành rồi mới biết. Còn trên ngực, trên bụng thì đạn súng trường trúng tùm lum, cũng rất may là có áo giáp che chở và không viên đạn nào ghim vào tim cả. Bác sĩ mổ lấy ra những viên đạn chính, còn những miếng nhỏ thì tính sao? Ông bà và cô chờ đây, khi nào thiếu quý tỉnh lại thì có thể nói chuyện khoảng 10-15 phút rồi, ngày mai trở lại. Tôi nhìn thân hình Tấn cuốn tròn trong lớp băng vải trắng xóa, gương mặt trắng xanh nhợt nhạt, vì mất máu mà thương cảm hết sức. Tôi hối hận vì đã nghi oan, dù chỉ mới trong ý nghĩ cho Tấn là đã lấy vợ ở Sài Gòn nên mới không thèm liên lạc với tôi nữa. Tôi nắm lấy tay Tấn mà nước mắt chảy dài trên má. Ba má Tấn đi chung quanh giường, chờ từ đầu tới chân anh để chắc ăn là anh không bị mất bất cứ một khúc xương thịt nào. Tôi chợt cảm thấy ngón tay của Tấn cử động. Tôi nắm chặt bàn tay Tấn hơn. Bàn tay của Tấn cũng cử động theo và cũng nắm chặt lấy tay tôi. Tấn từ từ mở mắt. Khi nhìn thấy ba mẹ anh và tôi đứng bên giường, hai mắt anh sáng lên, đôi môi mấp máy. Ba, ma, Dũng My. Má của Tấn cầm tay anh khóc sướt mướt. Con ơi, con còn sống hả con? Con đừng bỏ mẹ mà đi nha con. Tấn nắm tay mẹ cười trấn an. Nhằm nhò chi má? Con bị có nhiều đây đâu có thám gì với anh em đang ở mặt trận. Không sao đâu má. Tuần lễ hai tuần là con lành lại hả? Dũng My cũng tới thăm anh nữa ha. Anh xin lỗi đã không gửi thư cho em. Mặc dù nhớ em rất nhiều. Mỗi lần dừng quân anh đều dành thì giờ viết thư cho em. Nhưng giết mãi mà cũng chưa xong, nên anh còn bỏ trong túi áo đó. Thấy anh đã tỉnh lại, vết thương tuy có nặng nhưng rồi sẽ bình phục. Điều tôi cần nghe thì anh đã nói, anh vẫn nhớ đến tôi và có viết thư cho tôi. Chỉ vì hành quân liên miên nên thư vẫn còn ở trong túi. Vậy là tôi hết buồn, hết giận anh rồi. Tôi ôm tay anh, chúc anh mau bình phục. Tập thứ 3 đến đây chấm dứt, xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 4.